Ok, hello anh em, rất vui khi gặp lại anh em ở cái phiên bản mod ở video đợt này. Thì ở video trước thì mình cũng đã giới thiệu cho anh em một số skin rồi, không biết anh em có thích hay không, cũng ít thấy anh em comment. Thì anh em xem video rồi thì cảm nhận giúp mình ở cái phần bình luận video nha, và cho mình xin ý kiến về skin cũng như là video, và anh em muốn mod skin nào, muốn làm skin nào anh em cũng comment dưới để mình cố gắng mình làm tốt hơn nha. Và bây giờ mình sẽ review cho anh em xem là cái xe ở video lần này mình sẽ chia sẻ đó là xe như thế nào, mình review hết các kiểu nha. Xe hôm nay là xe Taco nha anh em. Đó, xe Taco, nhà xe Như Ngọc, đi từ Hà Tiên đi Vũng Tàu này. Số điện thoại để liên hệ nhà xe Hà Tiên là 0917227827, và biển số thì nói chung là nhà xe Hà Tiên rất là nhiều số, cho nên là mình cũng chọn đại một số thôi. Biển số là 68B Hà Tiên rồi, và 00479, 79 là thần tài nha. Thì mang số 79 là sẽ rất là may mắn cho nhà xe. Và mình có điều đặc biệt là khi mình mở cái cửa cho khách lên thì logo Nguyễn Nam Channel của mình nó hiện lên. Thì mình cảm ơn anh em rất là nhiều và chào mừng anh em đến với channel của mình nha. Đó, thì anh em xem video đừng quên like video và đăng ký kênh, nhấn thêm chuông nữa nha anh em. Và bây giờ mình sẽ cho anh em xem là cái nhà xe Như Ngọc mình sẽ lái ra ngoài này nè, review cho nó dễ. Phía trong này nó hơi bí quá đó, rồi thắng lại này đó. Nhà xe Như Ngọc thì cũng khách sạn cung điện di động anh em, Mobi Home, New Home này, rồi biển số, rồi cái chữ Như Ngọc quá, mình làm cái chữ màu tím cho nó nổi bật giữa cái màu đen anh em. Còn thực chất ở ngoài thì nhà xe Như Ngọc thì anh để cái màu, cái chữ màu vàng vàng nha, nhưng mà màu vàng nó không được nổi. Còn không biết khi mà mod lên thì cái dòng chữ nó bị méo rồi, nhưng mà skin thì mình làm rất là chuẩn nha anh em. Đó, đèn led hôm nay nó cũng nhiều màu sắc luôn. Và xe thì anh em biết rồi đó, mình review xe hôm nay chạy xe thì trống rồi, hôm nay thì đang dịch rồi không có chạy xe được. Phía sau là Như Ngọc Hà Tiên đó, và skin by Nguyễn Nam Gamer, mình cứ để phần cái đuôi. À, nói chung là làm skin này thì nó cũng hơi hơi mất thời gian xíu chứ cũng không nhiều anh em, nhưng mà có cái là mình thích làm những cái xe nào mới lạ để cho anh em có những cái trải nghiệm mới thôi. Còn những nhà xe mà đã anh em đã mod nhiều rồi á thì mình hạn chế, mình không có làm lại anh em đó, tại vì làm lại cũng có nhiều đó, nó không có gì đặc biệt, anh em hiểu không? Cho nên là anh em cứ mod, muốn mod nhà xe nào anh em cứ comment đi, nhà xe lạ càng lạ càng tốt đó. Thì hy vọng anh em sẽ tiếp tục nhận xét giúp mình ở phần comment và cho mình xin ý kiến về cái chất lượng video cũng như skin này kia. Thì nhiều anh em cũng nói là cái video nó hơi bị lag này kia, thì ok, thì mình cũng ghi nhận và mình sẽ cố gắng tốt hơn, là mình sẽ chạy cho nó mượt hơn và edit video tốt hơn, cũng như là nâng cấp cái máy lên. Thì trời mưa rồi, hôm nay trời mưa rồi, mình sẽ bật cái đèn lên. Bật đèn lên thì chữ Như Ngọc nó sáng rất là đẹp anh em thấy không? Màu tím, hồng tím nó lại thêm với cái màu dạ quang nữa, rất là nổi bọt. Rồi bây giờ mình sẽ cho xe nó đi vòng vòng nha, nãy giờ đón khách rồi. Đó, review xong rồi, bây giờ mình sẽ cho xe nó xuất bến nha. À, ngày nào đi cũng trời mưa hết em, hôm nay là mưa vãi luôn. Thì cái đoạn này á, là cái đoạn nó không thể nào nó đi qua đường được, cho nên là mình sẽ quẹo xuống như này rồi mình sẽ đi ngược lại nha anh em. Từ từ phải ve lại chỗ này đã. Chỗ này như nó đang bị đụng cái gì rồi. Đó, phải ve lại chỗ này anh em. Đi nó bị vướng cái chỗ này. Trời ơi, thiệt tình. Vướng cái cây cột nãy giờ mà không thấy nè. Rồi, đi ra đi anh em ơi. Bất tài này thiệt tình, hiền quá. Đó, nãy giờ thấy cái biển báo này nè. Cái đứng này nãy giờ tưởng đâu là ủa nó đi ngược chiều hay gì chứ. Thì mình sẽ quay ra, mình đi ra hướng này rồi mình lát mình sẽ quật lại nha. Đi ra đúng cái phần đường anh em, chứ không là đi ngược chiều không có leo lên cái lề được. Hôm nay trời mưa tè le hoặc me luôn. Đó, thì chỗ đây nó có cái chỗ rẽ này, giống như bến xe miền Đông anh em.
đó thì xuất phát và mình sẽ quẹo lại, mình đi theo cái đường vòng này khá là ổn đúng không? Trời, phía trước này nó kẹt xe quá trời. Cái này giống như là cái chợ, giống như là cái bến xe miền Đông y xì luôn. Cái hướng kẹt xe càng là cái hướng từ miền Đông vào đó nè. Lúc mà vào bến xe, trời ơi, chỗ này sầm cua quái đạn vậy. Wow, từ từ. Chơi này được nha. Cái pha này là rất là khó luôn. Rồi, mình sẽ gieo lại nè. Đó, mình sẽ đi luồn phía sau cái xe này. Nói chung là hơi khó xíu nhưng mà phải cố gắng thôi. Bây giờ mình sẽ đánh vòng lại nha. Đó, đánh vòng lại. Hy vọng được. Được đi. Wow. Rồi lên trên đây là một cái khe khó nữa. Không sao, luồn qua đây anh em. Đó, xử lý như là cũng quá là ok rồi. Rồi mấy anh em đi vô vậy nha. Đó. Rồi, ổn rồi anh em, giải quyết xong vấn đề rồi. Giờ mình đi tiếp tục cái hành trình của mình nha. Đón mấy người khách dọc đường đây. Cái bến xe này sao mà nãy mình không ra bến xe này ta. Cái đó là đường ra mà sao mình lại không đi đâu. Rồi cho hai người khách này lên anh em. Surabaya mình nhớ là mình đi rồi. Từ từ. Lên đây chị ơi. Thời tiết mưa mà hai chị đi đâu mà đầu trần tới kia không mặc áo mưa gì hết trơn. Mấy thằng nhóc nó đứng lề đường nó kêu quá anh em. Tại góc quay này mình không có nhìn cho nên là mình cũng để mình mở cái gạt nước xíu coi. Rồi lên đường anh em. Nói chung khách đã lên rồi, được 5 người rồi, 3 người trong bến với 2 người ngoài này. Và mình sẽ quẹo phải chỗ này nha. Trời mưa thì mặt trời mưa, còn tôi đưa khách tôi vẫn đưa bình thường ha. Một câu thơ tự chế bá đạo nhưng mà rất là suông, rất là hay ha. Đó. Thì anh em xem video nhớ ủng hộ mình nhiệt tình vào nha, like video giúp mình nha. Đừng có quên rồi xem, rồi ngồi xem hồi phê quá rồi quên like luôn. Và anh em vào xem thì xin nhớ xem nhiệt tình nha, đừng có vào rồi tua. Tại nhiều khi skin mình chia sẻ, mình để mật khẩu trong cái video anh em xem hết video một vài phút, mười mấy phút. Rồi anh em thấy thì anh em sẽ dễ nén, còn nhiều anh em không có thấy rồi anh em la, không có mật khẩu này kia thì nó cũng khá là buồn. Mình làm skin nó cũng mất thời gian lắm anh em. Và làm video edit nữa nó cũng chiếm khá nhiều thời gian. Tranh thủ trong cái mùa dịch này mình có thời gian mình làm thôi, chứ còn bình thường nếu mà ngày đi làm thì cũng không có thời gian mình chia sẻ VC kinh nhiều. Cho nên là anh em ủng hộ mình nhiệt tình giúp nha. Mình rất là cảm ơn và ghi nhận những sự hỗ trợ cũng như là những sự đóng góp ý kiến để mình ngày càng hoàn thiện hơn. 7 người. Vậy là chỗ đây có 2 người. 8 người anh em. Rồi. Thì cho xe chạy thôi anh em ơi. Đó thì mình sẽ không có chạy dài, không có làm mất thời gian nhiều, cho nên là anh em cứ xem nhiệt tình giúp nhìn nha. Và xe bây giờ mình sẽ đó, thời tiết nó ok rồi thì mình sẽ ra bên ngoài mình review, mình lái cho anh em xem. Cái tuyến đường này cũng khá là quen thuộc, hình như mình cũng có đi một vài lần rồi, nhưng mà không biết cái hành trình hôm nay nó có gì đặc biệt mà anh em theo dõi nha. Rồi quẹo ra. Nói chung là bây giờ cua xe, quẹo xe đồ nó đơn giản quá rồi anh em. Vào đổ xăng nha. Vào đổ xăng. Đổ xăng chứ hết xăng rồi, còn nhiêu, còn 64 lít à. Chạy hồi là xì khói là không có chỗ đổ. Mình cũng review luôn, mình đổ xăng cho anh em xem. Đổ xăng là lấy tiền túi nha, không có đổ phi nha. Ok. Đổ mát luôn là nhiêu? Mát luôn là... Wow, nhiều quá vậy. Rồi mát luôn, cho 1.000 luôn. Đổ đầy luôn nha. Sử dụng tiền đi. Cho nó oách anh em. Tiền nhiều để làm gì? Tiền nhiều để đổ xăng chứ làm gì?
vãi cát chướng rồi. Đổ cái này là hết giá hôm nay là 20.000 hả? 20.000 055 đồng hả? Quái mắc thế. Nghe đồn là giá xăng giảm xuống mà anh em. Giảm mà giảm có mấy trăm mà lên lên tới mấy ngàn, anh em thấy cái hợp lý không? Quá bất hợp lý. Anh em nào cảm thấy quá bất hợp lý với mình thì anh em comment like video với mình nha. Nói chung là rồi xong, đã đổ xong anh em. Tiếp tục hành trình nha. Đó. Xe xăng đầy rồi, 200 lít rồi anh em. Xe 200 lít thì chạy vô tư, anh em nhớ nha. Bây giờ wow, bên kia có hai người khách nữa anh em ơi. Đợi 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 em quá, đợi em quá chị ơi. À, có một thằng học sinh với lại một cái chị bé con. Mình rất ấn tượng với cái chị bé con này, mình gặp hoài luôn. Biết gì đâu mà cứ bế con lòng thòng lòng thòng lòng. Dạ. Từ 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 từ. Đó, cứ bế đứa nhỏ đó. Ồ, đứa nhỏ này nó mặt nón. Rồi, mời chị lên xe. Mời anh cu lên xe. Rồi, anh cu này học sinh mà nhìn mặt già chát trời. Cái mặt già như cái cài vậy đó. Rồi, hiện tại là 9 người rồi anh em lên. Ủa, hồi nãy 8 người đó, lên thêm 2 người nãy là 10 người. 10 người hôm nay là ấm tối rồi nha. 10 người thôi, cái bình thời buổi giờ là 10 người là ok rồi anh em. Đó, chạy đi anh em ơi. Rồi. Xe đó, trở thành màu xanh. Cái xe Taco này khi bật lên, nó lên một cái đèn màu tím, nhìn rất là gọi là rất là cute luôn. Ô, phía trước cũng có người nữa kìa. Cửa hàng chú ý lái xe ngay trên dưới yêu. Đúng rồi, em đang lái xe anh ơi. Đang lái xe, yên tâm đi, khỏi nhắc. Trời, cái phần mềm diệt virus dọn rác mà nó không nhắn mình chơi game, lấy xe nữa chứ. Nó không biết mình đang lái xe trời. Mà hình như là đúng rồi, nó đang cảm nhận mình lái nó nóng máy rồi nè. Rồi lên, mở xe lên nào. Ồ ồ ồ, đang xe đang tuột dốc. Hãm phanh hãm phanh. Ồ, lại một thằng. Sorry sorry, tại sao gọi là thằng, lại là một cậu sinh viên, một cậu học sinh già chát. Hồi nãy là 11 8 với 10, 10 bây giờ 3, 4, 5, 14 người, ok. Đã là lên hết xe rồi anh em. Rồi lên hết rồi thì đóng cửa lại đi thôi. Còn gì ý kiến nữa đâu. Đó. Thì số điện thoại nhà xe Như Ngọc thì mình cũng đã để rồi đó anh em. Anh em nào mà có nhu cầu đi xe nhà xe Như Ngọc thì anh em cứ liên hệ nhà xe nha. Nhà xe Như Ngọc thì có rất là nhiều xe. Xe có rất là nhiều màu, màu vàng, màu đỏ, màu trắng đỏ, rồi tùm lum các kiểu. Muốn đi xe nào đặt xe đó, muốn đi giờ nào đặt giờ đó mà nó có tiếng cố định nha. Thì mọi người cứ alo từ bến Hà Tiên đi Vũng Tàu thì cứ đặt xe đưa rước đi đón bình thường thôi. Bây giờ xe bây giờ là cứ alo đặt rồi thôi anh em, không cần phải ồ có người có người. Từ từ khách đón khách đón khách. Lại là hai cậu học sinh mặt già chát. Từ từ nha. Mở cửa cho cô cậu lên nè. Ồ, có một cô phụ huynh học sinh. Hai cô phụ huynh. Rồi hai cô học trò quẩn cái khăn. Hai người này thì nói chung là mặc theo cái gọi là thời trang theo kiểu truyền thống của Indo anh em. Thì nói chung thời trang cũng khá là đặc biệt. Có khăn tròn qua người qua đầu. Một phần để mát với lại một phần để che nắng, che bụi các kiểu. Rồi, 18 người rồi anh em. Thấy chưa? Cái chuyến này là cái chuyến phải nói là khách rất là đông. Chứ không có là dần dãn nha. Lên đoạn là có người chẳng coi. Đó. Ủa, tự nhiên chỗ đây nó có cái đường nhỏ nhỏ này ta. Thấy cái đường không? À. Khám phá cái đường này coi anh em. Mình vào khám phá cái đường này thử nha. Mình đi đường lớn nó quen rồi, vì hôm nay mình sẽ vào kia mình khám phá cái đường nhỏ coi thử có cái gì đặc biệt không. Từ từ nha. Và trước khi mà mình vào cái đường đó được thì mình phải vượt qua hai cái thằng kia. Đóng cái xe lại đã. Đó, nó có hai cái thằng đó anh em thấy không.
Rồi mình sẽ quẹo vào này nha. Tạm thời mình sẽ quẹo vô thử được không? Mình khám phá cái đường trong này nha. Rồi mình sẽ tính sau nha anh em. Thì anh em đừng quên ủng hộ mình nhiệt tình nha. Ủa anh cứ để kiểu sao ta ơi. Rồi giờ mình cứ chen vô thử nha. Anh ơi cho em vô anh ơi. Em nhiều chuyện xíu em vô một xíu anh ơi. Nhớ ra. Đây ạ. Úi trời ơi. Bây giờ anh em nào đồng ý mình sẽ ủi lên luôn nè. Rồi đường đó rồi nó không cho mình vô chứ. Từ từ mình ủi cái ông nhỏ này thử đi. Sao mà khó khăn vậy? Mình thử ủi cái ông nhỏ này đi anh em ơi. Rồi lấy trớn rồi nha. Tôi lấy trớn tôi tâm đích ông nha chưa. Chuẩn bị đón nha. Thôi không được. Cái này nó chỉ mô hình thôi anh em. Không được không được không được. Rồi 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 đi tiếp tục tiếp tục tiếp tục đó tài ơi. Nãy giờ nhiều chuyện xíu. Thấy cái đường lại làm vô thử được không? Nhưng mà nó không được anh em. Thì ok không được thôi. Mình hẹn khi khác đi. Khám phá đường khác. Đó thì anh em xem video nhớ ủng hộ giúp mình nha. Cho mình xin cái ý kiến về những cái video, chất lượng video, skin các kiểu. Rồi skin hôm nay nó có gì mà đặc biệt lạ lạ không? Em cứ like nhiệt tình vô nha. Like dồn dập giúp mình nha. Khi nào mà cái like mà nó có sức nặng mà nó đạt tầm khoảng 100 like là mình khá là ok anh em. Cứ cho mình 100 like là ok rồi, không còn nhiều đâu. Đâu cần phải là nhiều chứ nhiều đồ. À, well. 100 like là đủ rất là hạnh phúc rồi anh em. Đó. Ồ đây nó có cái đường nhỏ nhỏ này nè, khám phá không? Ồ. Khoan. Mình vào cái đường nhỏ xíu đi. Rồi mình sẽ kết thúc cái video luôn nha. Phía sau này nó có cái đường nhỏ nhỏ này. Mình vào phía trong kia. Tại kia nó rất là rộng luôn. Để coi. Để lui xíu anh ơi. Đúng rồi. Lui. Trời chán quá. Lên xíu lên xíu lên xíu nè mày. Yeah. Mấy cái ông này em chạy lên liền để coi coi. Lên lên lên. Rồi. Yeah. Hy vọng là nó vào được nha anh em. Còn nó vào không được là mình cũng khá là buồn luôn. Có đường nó làm gì? À chỗ kia nó có đường. Có nó để cái nó kể cái đường đi kìa. Rồi quẹo lại, trong đây nó là giống như là một cái siêu thị anh em. Có nó có đường vô thì mình sẽ vô được nha. Còn nãy chỗ trên kia nó không có cái đường. Rồi vào đi anh em. Khám phá trong này thì có cái gì nha bà con. Trong này giống như cái siêu thị nhà hát gì mình vô mình coi tới bữa giờ thấy nó có nhưng mà nó mới vô được. Rồi. À chỗ đây nó có vô được này, nó có sáng đèn nè. Ôi. Ôi. Tại sao lại như vậy? Tại sao là như vậy? Để mô hình chơi có vô được nhưng mà sao nó kẹt xe như này ta? Từ từ nha. Về xe. Đèn kia nó còn chớp mà. Mình sẽ lên vỉa hè mình đi nha anh em. Đó lui đi cu. Đi theo tao làm cái gì? Đi theo làm cái gì? Lo mà tìm đường mới đi. Đi theo hoài. Oh shit. Từ 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 từ. Về lại về lại về lại.
Đúng rồi, bay lên luôn đi. Đó, vào luôn anh em, mình sẽ lên chỗ cái vỉa hè này là thử được nha. Quẹo qua luôn. Ok, đó đi được thôi anh em, đi được mà. Đó, mình sẽ vào siêu thị mình coi thử xem có gì nha. Trời ơi, né xe này luôn nè. Trời ơi, đi gần đi vãi không, quá trời luôn. Rồi, khá là an toàn rồi anh em ơi. Rồi, để mình dừng lại mình check in cái nha. Check in một cái rồi mình tính sau. Trò trong đây giống như cái đập hát trong đây ta. Sân vận động hay gì anh em ơi. Bay qua luôn tới được không nha. Bay qua luôn. Wow, được nha, được nha. Được, được, được. Chung là chỗ này được. Nó cho mình vô luôn này. Mình chạy vòng vòng nữa nó ra đâu. Nó ra đường cái, đường lớn. Ok, nhiều chuyện tới đây được rồi anh em. Chạy vô tới đây được rồi, không có chạy đâu xe nữa. Đó. Thôi về lại đi anh em ơi. Về lại, về lại. Rồi ok, thì cảm ơn anh em rất là nhiều đã theo dõi cái video của mình, cũng như là hành trình mà test thử xe này, skin này như thế nào và coi nó chạy ăn uống sao nha. Thì nói chung là khá là ok. Map này cũng khá là mới nè. Thì đó, map này cũng khá là mới. Thì hy vọng anh em sẽ, anh em nào chưa chạy cái map này thì chạy vào thử nha. Trong đây nó có nhiều đặc biệt, nó rộng, rất là rộng luôn này. Và chúc tất cả anh em có những cái trải nghiệm thật là vui khi mà xem video của mình nha. Và đừng quên là nhấn cái chuông để theo dõi những video tiếp theo nha anh em. Và cảm ơn anh em rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau nha. Bye bye mọi người.